Dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng tại New Zealand. New Zealand hôm nay, ngày 22 tháng 8 ghi nhận thêm 21 ca mắc COVID-19 và số ca mắc dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những ngày sắp tới. Khi có đến 10.000 người được cho là có thể đã tiếp xúc với một trường hợp dương tính, Bộ Y tế New Zealand xác nhận hôm nay, ngày 22 tháng 8, nước này có thêm 21 bệnh nhân COVID-19, nâng tổng số ca bệnh trong đợt bùng phát dịch từ tuần trước tại thành phố Auckland lên 72 trường hợp. Đây là cụm dịch lớn thứ sáu của New Zealand tính từ đầu dịch đến nay và Bộ Y tế nước này đã xác định được 10.000 người. Có thể đã tiếp xúc với một trường hợp dương tính cùng với 219 địa điểm có nguy cơ phơi nhiễm. Theo thông tin cập nhật từ Tổng Giám đốc Y tế New Zealand, tiến sĩ Ashley Bloomfield trong số 10.000 người này, hiện có gần 8.700 trường hợp được chính thức xác định là có tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19. Theo nhà dịch tễ học Michael Baker của Đại học Otago, trong những ngày tới New Zealand có thể sẽ có nhiều ca mắc COVID-19 hơn. Tuy nhiên, ông Baker tin tưởng rằng tình hình đang có dấu hiệu tích cực khi hôm nay cơ quan y tế chỉ phát hiện có 21 ca bệnh trong tổng số 40.000 xét nghiệm được thực hiện. Trong bối cảnh dịch bệnh chưa có dấu hiệu sẽ sớm được kiểm soát trên toàn cầu, New Zealand đang tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Ngày hôm qua, ngày 21 tháng 8, nước này đã đạt được mức kỷ lục về tiêm chủng khi có hơn 50.000 liều vaccine được cung cấp cho người dân. Tính đến nay, hơn một triệu người dân đã được tiêm vaccine, chiếm khoảng 1 phần 5 tổng dân số New Zealand. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.